cây cho mát cây. Vườn Nữ Thiên cũng có sầu riêng đó nha các bạn. Sầu riêng của mình cũng đang ra bông đó. Cây trời nắng hóc cây hóc đất quá nên hôm nay mình phải đi tưới. Cây nó mát vào mùa xuân thì cây đâm chồi nảy lộc, chúng ta cần phải tưới đủ nước cho cây phát triển tốt hơn. Mô hình Thịnh Thiên á, vào mùa xuân thì cây đua nhau đâm chồi nảy lộc để ra hoa. Hôm nay trời nắng nên cây cần phải có nước, nên hôm nay vừa thường xuyên mình tưới nước cho cây nó mát. Lúc này trời cũng nắng cho nên cây cũng cần nước nhiều. Sầu riêng cái bông các bạn. Có mít nữa nha. Có trái mới quay nè. Trời ơi, trái của em vườn Thịnh Thiên người ta mà không trái. Mít mít thái các bạn. Có ông anh này, ông đi làm việc mới về. Hôm nay mình đi ra vườn buổi chiều. Các bạn còn nghe tiếng máy chạy không vậy?
vườn Thượng Thiên của mình, mô hình của bà Chính thì khoảng 2 công, gồm có chanh, ổi, bưởi, sầu riêng, có chùm ngay sầu riêng mình đựng các hoa các bạn. Đấy. Hứa hẹn 5 tháng sau là mình có sầu riêng nha các bạn. Sầu riêng nè, chanh, mít, ổi, bưởi, chuối thì nhóc luôn. Đang cho trái nha các bạn. Chuối, chanh. Đó thì mận cầu nữa nè. Mận cầu xiêm. Chiếc cao lên các bạn. Ổi đây. Lúc chiều mình